Vâng, rất nhiều anh em đang dành những cái lời động viên đấy là hay. Vâng, quá hay. Vâng, mấy trận đấu tôi nghĩ là thua rồi. Cái trận AC với Greg đánh với Seng AC mà thắng được. Bây giờ thì Greg vô mà cho sum thời điểm mà còi không bị động. Toàn siêu phẩm ngày hôm nay, 1-0 C4 rồi. Vâng, thì tôi đã bảo rồi, coi cầm chủ lực với khác, trận đấy bi cầm thì có lẽ là khoai rồi. Bi cầm thì không có cái chuyện như vậy đâu. Bi cầm thì bên kia thắng chắc. Nhưng mà vâng, coi cầm thì vâng phải đánh, phải đánh nó phải chảy cối vì là coi cầm. Vâng, Tuấn ơi, Tuấn đâu rồi Tuấn ơi? Tuấn vẫn đang không nói gì. Vâng, Tuấn lúc nãy Tuấn gọi tới nhiều lắm cơ mà. Quân nào chủ, vâng, trận đấu tiếp theo nào. Seng AC Mark và bên mình Quân xấu hơn đấy nhá. Bên mình Xi Măng là người cầm Seng này. Cam Quýt cũng là người cầm Seng. Bên kia bên kia có AC và có Mark C. Hai loại quân rất khó chịu và quân bên mình chúng ta xấu hơn trận đấu này. Cùng theo dõi trận đấu tiếp theo thôi. Trận đấu thứ hai, trận đấu thứ tư nào. Quân mình là xấu hơn khá nhiều. Cố gắng vượt khó đấy anh em ơi. Gáy bên game TV, bên game TV có ông GV mới to lắm. Mình gáy chắc là... À không, ông GV với cỡ ông GV chắc phải to hơn tôi chứ nhỉ. Cỡ người, cái khổ người các thứ, ông GV chắc phải 80 cân. Cao 1m75. Chiều cao của tôi thì hơn ông GV một tí. Nhưng mà tôi đã nhẹ cân hơn tôi, được có 75 cân thôi. À 73 cân thôi. Mình 1m75 nhưng được 73 cân. Ông GV kia 1m74 chắc phải được 80 cân. Nhưng ở bên kia, bên game TV còn ông G Zidane nữa. Cao 1m50, nặng 42 cân. Thì ông đấy thì vẫn khả năng là mình chơi được. Ông Hải Mario thì chắc cũng chơi được. Kami thì chắc cũng chơi được. Sợ mỗi ông vơ bên kia. Bên BBC thì vâng thực sự là vâng Hải Sẹo với lại các thứ thì chắc là vâng hai tay thứ nhất hai đầu. Mỗi ông Hải Sẹo với ông cái gì ông Sơn Xúc Xích. Chắc tôi cầm mỗi tay tôi cầm đầu mỗi đầu tôi xách lên. Vâng, hai Seng của bên mình. Ngoài đấu Xi Măng xấu à. Và Xi Măng xấu đánh cẩn thận nhá. Vâng, trận những trận như thế này thắng thì không sao, nhưng thua là chắc là mớ gạch đấy. Cho nên yêu cầu em đánh cẩn thận. Tâm lý vâng, được rồi, như vậy là có thêm người yêu. Xem Cam Quýt cầm Seng nào. Cũng hơi sâu đấy. Cái này khả năng quyết đánh cùng rồi. Bên kia còi cả Mark C lại quân rất dễ fit. Nhưng bi cầm AC. Nên nhớ là như vậy, bi cầm AC. Bi một khi cầm cung thì chúng ta không được phép chủ quan trong bất kỳ một cái thế quân như thế nào. Một khi game thủ bi cầm cung. Trận này quyết đánh chém cũng được. Trận này quyết đánh cái gì cũng được, đánh cung được, đánh chém không sao. Mà tôi nghĩ là với hai Seng thì cứ Seng một cung chém cho nó lành. Tránh cái tình trạng vâng lên sớm không chém được gì. Bài quýt là mắc rồi đấy. Cái thế về đồ là mắc luôn. Xi Măng 2-3. Màng bài đang là hơi khắm một chút. Hơi khắm lọ thành người Xi Măng. Oh.
Cảm quý thầy làm dần. À, tối có hai kèo anh nhá, Hoàng Mai Nhi xi măng đối đầu với Chip Boy và game thủ Nam Sâu Kiêu trực tiếp trên fanpage của game thủ Hoàng Mai Nhi cùng bình luận viên Vệ Nhã. Và kèo thứ hai là kèo Tí bên lớp đối đầu với Hồng Anh và game thủ Truy Mệnh trực tiếp trên fanpage của game thủ Vệ Lớp. Hai kèo của Hà Nội và Hà Nam cùng với bình luận viên về mạng thích bú, về mạng thích bú, bú cái gì đấy thì anh em chắc biết rồi. Thì tôi cứ tạm bú bình đi. Bên kia chưa ai lên đời, mình hai bài lên đời rồi. Kèo 4-4 không đánh được xe nào anh ơi. Bài xi măng khỏe lắm. Quả phụ khả năng bên Mia tôi đang giữ là hai nhà sát nhau. À không, gặp còi rồi. Gặp Olympic Marseille rồi. Úi giời, hai dân khả năng giác vác cái đóng y đấy. Khả năng vác cái đóng y. Rồi né này thì né này. Do công giáp rồi, dành cho game thủ xi măng. Vâng, năm ngoái ôm bom, vâng đúng rồi, khả năng năm nay 29 lại ôm phân. Quýt gạ Hồng Anh solo xem ạ, chắc chắn là có anh ơi. Kèo đấy thì em nghĩ là quân bài Hồng Anh thì không phải mình không tự tin về quýt, nhưng Hồng Anh nó vẫn nhỉnh hơn tí. Nhưng mà không đáng kể nhiều, đánh được. Vâng, bên kia vẫn chưa ai lên đời. Còi vẫn đang đời 2, vẫn đang tun Age 1A cho xi măng luôn. Còi cũng kích 10-25, cũng kích sớm đấy. 1Y dành cho Dương Còi. Phải vàng nay cùng R mà lên bắn chiêu chiêu thì không đừng chạy. Vâng, Cam Quýt chuyển sang team Hà Nam. Đến hiện tại đội hình nhân sự team Hà Nam là gồm có team chính là Cam Quýt, xi măng, Hoàng Mai Nhi và game thủ Văn Nhất. Có dự bị là game thủ Alonso. Không biết là Fernando Alonso hay là Sabi Alonso. Ông này khả năng là chắc là Sabi Alonso rồi, vì Fernando Alonso chắc là mấy ông này không biết là ai đâu. Có biết không? Ờ đúng rồi, thế biết là tốt. Để biết được Fernando Alonso là tốt. Bà mốt dành cho xì măng bắt đầu có y đầm vào nhà. À không, chưa, đây là con tê của BB. À, đẩy cũng rờ lên bắn bãi vàng là còi tự chết. Hai y dành cho Dương Còi nhá, hai con y rồi. Mà nó không có lực lên chiêng đâu. Không có lực lên cái su chiêng đâu. Và di sai luôn. Tỷ số là 2-0. Nhàn thế nhờ. 2-0 trong trận đấu này. Cố gắng lên một trận nữa thôi nào. Một trận nữa là anh em về nghỉ sớm, tôi đánh kèo.